nghĩ là mình không nên như vậy nữa. Anh nói gì vậy? Không nên như vậy là sao? Anh, em thấy anh với em như vậy là tốt mà, có gì đâu ha. Anh cũng biết như vậy là không tệ, nhưng mà thật sự nó không đúng. Anh với em bây giờ chỉ còn bé Thảo là chung thôi. Ý anh là sao? Là em với anh bây giờ là người dưng thôi đúng không? Vậy tình nghĩa vợ chồng mình bao nhiêu năm qua thì sao? Anh dứt nó ở đâu rồi? Em phải hiểu, tình nghĩa mình chỉ là vợ chồng cũ của nhau thôi. Em là vợ cũ của anh. Mình đã ly dị nhau 6 tháng rồi mà em. Nhưng mà thật sự anh vẫn rất quý em. Anh coi em với bé Thảo là người thân của mình. Anh vẫn là cha của bé Thảo. Đó, anh cũng nói rồi, anh cũng yêu quý em mà. Vậy là anh còn yêu em mà. Em không ngại trở lại với anh đâu. Không em à, ý của anh không phải như vậy. Anh chỉ coi em là người thân thôi. Anh sẽ giúp đỡ và chịu trách nhiệm với bé Thảo. Còn về cái chuyện mình qua lại, điều đó không đúng. Em phải hiểu điều đó chứ. Anh đang trách em đúng không? Em biết anh còn yêu em mà. Em biết ngày xưa là lỗi của em. Em đã nóng vội mới đẩy anh vào vòng tay của người khác. Em biết lỗi rồi. Em hối hận lắm. Anh cho em cơ hội sửa sai đi nha. Không, cuộc sống vẫn tiếp tục. Em cứ làm như vậy anh sẽ khó xử lắm. Là cô ta nói với anh như vậy đúng không? Cô ta ép buộc anh phải bỏ rơi em đúng không? Cô ta dùng cái thai đó là con trai mới ép anh như vậy. Bé Thảo cũng là con của anh mà. Sao anh không thương nó vậy? Được rồi, nếu anh ép em hả, em với bé Thảo chết cho anh vừa lòng. Em nói cái gì vậy? Tính tình của em từ xưa tới bây giờ vẫn không thay đổi hả? Em có biết hả, cái chuyện mà hai đứa mình đi vô khách sạn đã có người nhìn thấy. Mẹ cũng biết, giờ mẹ muốn trực tiếp gặp em để kiện em kia kìa. Mẹ, cái gì? Thằng trời đánh, thằng trời đánh, trời ơi. Mẹ, cái gì vậy? Sao mẹ đánh con? Bình tĩnh, có chuyện gì mẹ nói. Bây giờ con còn hỏi nữa hả Tùng? Hả? Con có biết á, là vợ con bây giờ á, đi bệnh viện không? Hả? Vợ con đi bệnh viện là sao tại mẹ? Tại sao vậy hả? Tại sao con lại gây ra chuyện này hả? Bây giờ á, xem chút xíu nữa, mẹ đã mất con dâu, mất cháu trai rồi. Bây giờ nó đi về rồi. Nhưng mà bây giờ hai mẹ con cũng sao rồi hả mẹ? Tại sao hả? Bây giờ con mới chịu hỏi tới vợ con hả? Bây giờ con làm cái gì ở bên ngoài không con... lo cho vợ con, bây giờ con mới tới hỏi tới vợ con hả? Biết lo rồi hả con? Hả? Con biết rồi, thật sự là con với Cúc có cãi nhau. Nhưng mà con nghĩ là cô chỉ muốn làm quá mọi chuyện lên thôi, chứ không có nghĩ làm quá hả? Làm quá là sao? Chính vì cái suy nghĩ của con đơn giản quá. Cái chuyện nó như vậy làm sao mà không làm quá được hả con? Dạ. Con nghĩ sao vậy? Hả? Con lớn rồi mà Tùng. Hồi xưa đó, mày thương con Cúc quá, mày mới nói là mày sẽ bỏ con Hằng, mày lấy con Cúc. Cho nên con Cúc mới chịu ăn ở với mày cho tới có bầu. Rồi con Hằng nó không chấp nhận, nó mới quyết định ly dị với mày. Thôi thì mọi chuyện đó cũng xong rồi đi. Nhưng mà hiện tại nè, con Cúc nè, nó là vợ chính thức của mày. Mà bây giờ mày lại quay trở lại mày ngoại tình với con Hằng là sao hả Tùng? Hả? Con suy nghĩ sao vậy con? Nhưng mà mẹ ơi, dù gì là con với Hằng cũng từng là vợ chồng thôi, có gì đâu mới rùm beng lên như vậy. Rùm beng hả? Con lớn rồi mà Tùng. Hả? Con không biết tự kiềm chế bản thân con hay sao? Nè nha, mẹ nói cho con nghe nha. Con Cúc có lỗi gì hả? Nó không có khuyết điểm gì hết. Nó chăm lo gia đình chu đáo, nó lo cho mẹ từng miếng ăn giấc ngủ. Con dâu như vậy, một người vợ như vậy mà mày nỡ mày phụ nó sao hả Tùng? Hả? Con nha, chưa kể nó là vợ hợp pháp của con. Cho nên á, con làm như vậy là ngoại tình, con biết không? Mà con biết tại sao con Cúc mới biết. Hàng xóm thấy con đi khách sạn với con Hằng, cho nên nói cho con Cúc nó mới xúc động như vậy.
Rồi bây giờ nha, cái chuyện này đồn ra ngoài người ta đưa con lên tòa đó, con biết không? Không ngờ đến cả mẹ anh cũng không coi em là người thân nữa hả? Không, em đừng có nghĩ như vậy. Thật sự mẹ vẫn còn thương bé Thảo. Nhiều lần hả, mẹ muốn rủ em tới nhà chơi, rồi còn kêu em giữ gìn sức khỏe nữa. Em biết chuyện này mà. Vậy sao mẹ không biết? Em còn yêu anh mà. Mẹ anh phải biết điều đó chứ. Em cũng từng là con dâu của mẹ. Mẹ phải hiểu là em yêu anh đến nhường nào chứ. Tại sao mẹ bắt em phải xa anh? Em cũng biết nói là đã từng mà. Còn bây giờ thì không còn nữa. Thật sự bây giờ anh chỉ muốn mình là bạn của nhau, để có thể cùng nhau lo cho bé Thảo. Em nói cho anh biết, em hận anh. Mình không được xúc động. Mình phải mạnh mẽ lên. Dù có bất cứ một chuyện xảy ra với mình, mẹ xin lỗi con. Không được xúc động. Không được xúc động. Ủa em, sao sao không lên phòng nghỉ đi, ngồi đây? Anh đi đâu mới về? Thì anh đi công chuyện gì đâu. Công chuyện gì? Thì anh đưa bé Thảo đi chơi. Tại vì lâu rồi không đưa nó đi công viên với lại mua đồ chơi cho nó. Rồi ngoài bé Thảo ra còn đi với ai nữa không? Hả? Ý em nói là Hằng á hả? Có. Vui quá ha. Gia đình hạnh phúc vui vẻ quá, có ba có mẹ có con cái này nọ đồ. Cái gì vậy? Em nói vậy là sao? Thì lâu rồi anh không qua đưa con đi chơi, anh qua đưa, bộ như vậy không được hả? Tôi không có nói cái vấn đề là con của anh. Anh muốn đưa đi đâu là chuyện của anh. Nhưng tôi nói là cái con vợ cũ của anh kìa. Thì bây giờ anh đưa bé Thảo đi chơi, mẹ nó đi chung có sao đâu. Em suy nghĩ tiêu cực cái gì vậy? Anh đưa bé Thảo đi chơi rồi đưa mẹ bé Thảo đi chung hả? Hay là hai người đi vô khách sạn? Em nói gì kỳ vậy? Hả? Anh đừng có nói dối tôi. Có người chụp hình lại cho tôi bằng chứng rõ ràng là anh đi khách sạn với con Hằng. Tại sao vậy hả? Nè nè nè, em vừa phải hả nghe? Nghĩ sao? Em cho người theo dõi anh hả? Tôi nói thiệt với anh luôn á, tôi mà rảnh mà tôi đi theo dõi anh á thì tôi đâu có nhục như vậy. Thôi được rồi, gia đình hạnh phúc quá mà. Rồi bây giờ hả, muốn nói là tình cũ hả? Thì em sao á, bây giờ dù gì á thì Hằng cũng là vợ cũ của anh mà, có sao đâu mà làm lớn chuyện lên như vậy. Nhưng mà tôi mới là vợ của anh nè, tôi là đường đường chính chính nè. Tôi có giấy tờ đàng hoàng, hợp pháp, kết hôn, có con với anh rồi nè. Thôi đủ rồi, em không có cần nói lớn tiếng với anh như vậy đâu. Anh có nói hả là anh không lo cho cái gia đình này không? Nếu mà em muốn á, bây giờ anh sẽ không bao giờ gặp Hằng nữa. Vừa lòng em chưa? Cúc ơi, mẹ vô được không con? Dạ, mẹ vô chơi mẹ. Sao rồi? Con sao rồi? Khỏe không con? Dạ con khỏe. Bác sĩ nói là con không có sao, cho nên là cho con về nhà nghỉ ngơi. Với lại bác sĩ dặn là con không có được xúc động mạnh. Bác sĩ nói như vậy thì cũng yên tâm rồi. Trời ơi, mẹ nghe tin mẹ lo quá trời lo luôn à. Rồi chị xui đón con về bên đây ở. Mà sao
con không ở bệnh viện cho bác sĩ mà theo dõi thêm, mà xuất viện sớm vậy con? Dạ con thấy con cũng ổn rồi mẹ, với lại ở nhà con cũng được chăm sóc nữa, cho nên mẹ yên tâm nha. Thì mẹ thấy con ở nhà mẹ của con mà chắc cũng thoải mái hả con? Dạ con thoải mái. Ừ thôi ráng giữ tinh thần thoải mái vui vẻ, không có buồn nghe. Dạ. Cái thằng trời đánh đó, trời ơi mẹ giận quá, mẹ mới đánh nó một trận. Mẹ sao mẹ đánh ảnh vậy? Đánh chứ sao không đánh, mẹ là mẹ của nó mà, mẹ có quyền đánh nó, lớn nhỏ gì không phân biệt. Con mà hư thì phải đánh, phải dạy chứ. Huống hồ chi nó làm ra một cái chuyện tày trời như vậy, mẹ không dạy nó. Con của mình nó không nên người thì làm sao mà có mặt mũi mẹ gặp mặt chị xui hả con? Mẹ đừng có khóc nữa mà. Thôi mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ làm cho con xúc động quá. Mẹ nói nhỏ lại ha con ha. Dạ không sao. Làm cho cháu mẹ sợ quá ha con. Thật ra anh Tùng là một người rất tốt, và anh là một người luôn luôn thích sự nhỏ nhẹ. Nhưng mà chắc đợt này con có thai rồi anh lo lắng quá cho nên... Con đừng có bình cái thằng đó. Nó đó, nó làm sai mà nó vẫn không biết mình làm sai, ngu ngốc đến mức đó. Mẹ xin lỗi, mẹ có dạy, mẹ la nó bao nhiêu, mẹ nói rất là nhiều, nó mới hiểu ra mọi chuyện. Nhưng mà mẹ nói thiệt nha, lần này mà nó không năn nỉ được con, mẹ mà mất một con dâu ngoan như con, mẹ mất cháu trai của mẹ, thì mẹ cũng không cần cái thằng đầu đất để làm con của mẹ nữa đâu. Mẹ đừng có như vậy. Thật ra là anh rất là thương mẹ. Bây giờ mà mẹ không thương anh nữa rồi, mẹ đuổi anh ra đi như vậy, lỡ như anh có chuyện gì sao mẹ? Con nghe chưa? Tới non nước này rồi mà vợ con vẫn còn nghĩ cho con đó, con nghe chưa? Nè, liệu mà năn nỉ nó về, lần này mà con không đưa dâu của mẹ về, không đưa cháu của mẹ về, thì con đừng có hòng về cái nhà của mẹ nữa. Nghe rõ chưa? Anh xin lỗi em. Lỗi không phải của anh đâu, anh không có sai gì hết á. Tại vì do em nhỏ nhen, em ích kỷ quá. Không, người ích kỷ là anh. Anh chỉ vì bản thân mình mà làm tổn thương mọi người xung quanh. Anh xin lỗi em. Anh đã biết mình sai và sẽ không bao giờ sai lầm như vậy nữa. Và anh sẽ không bao giờ nhầm lẫn với tình yêu của em với bất kỳ tình cảm nào khác. Anh sẽ trở thành một người cha, một người cha gương mẫu của con chúng ta.